Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với hành tinh của mình, nơi có sách và tất tần tật mọi thứ liên quan đến sách. Mình là Ly. Cuốn sách ngày hôm nay xuất hiện trong chuyên mục review có tên là Chú bé mang pyjama sọc của John Byrne. Thì cái cuốn này á, mình muốn nói với mọi người là mọi người không được tò mò, mọi người chỉ nên mua về và bắt đầu đọc thôi, không được xem bất kỳ một thông tin liên quan nào, không được Google search để xem các bài review liên quan đến nó, tại vì mình là một nạn nhân của chuyện đi xem review và bị spoil á, nên mình rất là cay. Rồi cái câu chuyện á nó là như thế này, để mình sẽ kể cho mọi người nghe. Đó là mình bắt đầu đọc cái cuốn sách này với một cái cảm giác rất là hào hứng, rồi cực kỳ là hào hứng luôn á. Tại vì á, cái cuốn sách nó được khen á, là một cuốn sách gần như là không thể nào buông xuống, một cuốn sách hiếm hoi sẽ ám ảnh tâm trí bạn nhiều ngày trời, rồi tràn ngập những cái ân ý ám ảnh tưởng tượng, rồi một cuốn sách khác thường, một câu chuyện đầy sức mạnh được kể lại một cách giản dị. Quan trọng á, là mình chưa từng đọc bất kỳ một bài review về cuốn sách này nha. Mình không hề biết bối cảnh, không hề biết hoàn cảnh, không hề biết một cái điều gì đối với cuốn sách này hết á. Nói chung là mình lúc đó mình chỉ mua về và mình đọc thôi. Nên là đối với cuốn sách này mình coi như là một trang giấy trắng, không biết gì hết đó. Thì khi mà mình đọc cũng gần hết rồi á, thì mình ngoài cái chuyện mà mình thấy là mình hiểu được cái ý nghĩa của cái bì sách, hiểu được tên của câu chuyện ra, thì mình không thấy có một cái điều gì gọi là hay, gọi là ấn tượng, gọi là ám ảnh tâm trí như những cái lời mà người ta đã nhận xét á. Thì mình không thấy cái điều đó nên mình cảm giác là hơi bị hụt hẫng. Sau đó là mình đã có một cái quyết định sai lầm, đó là mình đã Google search để đọc các bài review về cuốn sách. Và kiểu lúc mà mình mới lướt qua thôi, mình mới lướt qua những cái bài review đó thôi là mình đã, trời ơi, mình đã nhìn thấy cái chi tiết spoil. Kiểu lúc đó là cay lắm mọi người, cay lắm. Lúc đó là mình chỉ muốn chửi mình ngu ngàn lần thôi á. Bây giờ thì mọi người đang xem một cái video review về cuốn sách Chú bé mang pyjama sọc. Thì để hạn chế số lượng nước mắt có thể dành cho cuốn sách này, thì mình sẽ không spoil cuốn sách này trong video. Và điều đó có nghĩa là nếu các bạn nào chưa đọc cái cuốn sách này á, thì mình vẫn khuyên các bạn là không nên xem tiếp cái video này nha. Mọi người hãy cứ mua sách và đọc thôi, đừng xem, làm ơn đừng xem cái video review sách này, đừng xem. Sau đây là những cái cảm nhận của mình khi mà mình đọc xong Chú bé mang pyjama sọc. Mình đọc đến cái đoạn mà Altuis á, thì mình biết là Chú bé mang pyjama sọc là ai. Altuis là cái trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc xã trong thời chiến thứ hai á, tại vì cái thằng bé nó phát âm sai nên nó thành là Altuis thôi, chứ cũng không có gì. Đối với các bạn mà đọc những cái cuốn sách về thế chiến thứ hai này, hoặc là cụ thể hơn là những câu chuyện về Hitler với nạn diệt chủng Holocaust á, thì sẽ rất là quen thuộc với cái tên trại tập trung Auschwitz, tại vì đây là cái trại tập trung bự nhất, kinh khủng nhất trong tất cả các trại tập trung của Đức Quốc xã luôn á. Cái chủ đề này cũng đã được khai thác trong rất là nhiều cái cuốn sách khác trước đây nổi tiếng, gần gũi thân thuộc á, đó là cái cuốn Đi tìm lẽ sống với cuốn Kẻ trộm sách. Thì hai cuốn sách này được viết dưới cái góc nhìn của người Do Thái, còn cuốn Chú bé mang pyjama sọc á, nó nhìn theo một cái hướng khác hoàn toàn. Cái hướng đó là hướng của một cậu ấm người Đức. Thì với cái góc nhìn của một cậu ấm người Đức á, thì cái câu chuyện nó sẽ khác hẳn nha, khác hẳn với những cái cuốn sách trước đây mà mình đọc về thế chiến thứ hai, về Hitler và Đức Quốc xã đó. Thì đó là một cái điểm sáng mà mình cực kỳ là thích khi mà mình đọc cái cuốn sách này. Bởi cái dưới cái góc nhìn của cậu bé này á, thì cảm giác là chiến tranh á, nó không hề có bom đạn, không hề có thuốc súng, không hề có máu me. Trong cái cuốn sách này nó không hề có những cái chi tiết ghê rợn như vậy. Thì đầu tiên mình có cảm giác nó giống như là một cái cuốn nhật ký hàng ngày của một cậu bé. Và càng đọc thì mình cảm thấy cái cuốn nhật ký này nó rất là đặc biệt. Nó đặc biệt bởi vì cái hoàn cảnh, cái bối cảnh gia đình của cậu bé này, nó đặc biệt bởi vì cái hoàn cảnh cậu bé được sinh ra và lớn lên á. Và đặc biệt như thế nào thì mình sẽ hạn chế spoil nhất có thể, tại vì mình biết là sẽ có rất là nhiều bạn bỏ qua cái dòng warning, dòng cảnh báo của mình ở đầu video và sẽ tiếp tục nghe tiếp cái video này. Thì trước khi mà đọc cái cuốn sách này thì mình có nhìn cái bì sách và đoán sơ sơ nội dung. Thì mình có đoán là có một chú bé rất là thích mặc pyjama,
và cái bộ pyjama yêu thích của cậu bé là bộ pyjama sọc, nên là cậu rất là lười tắm, cậu lười tắm để mà được mặc miết cái bộ pyjama sọc yêu thích của mình thôi. Vì cậu bé gọi là bị chậm lớn hơn các bạn bình thường, như là không dạng giống kiểu chậm lớn rồi trí não chậm phát triển á, thì không thể nhớ được tên bố mẹ, địa chỉ nhà hay là các thông tin liên quan về bản thân, nên ba mẹ cậu mới làm một cái hàng rào xung quanh nhà để hạn chế chuyện cậu chạy đi lung tung và bị lạc. Nói chung thì khi mà mình đọc mấy trang đầu thôi, đọc một mấy chương cho, nói chung thì sau khi đọc mấy chương đầu thì mình đã biết là mình đoán sai bét. Cùng với sự hụt hẫng vì đoán sai thì có một cái niềm vui cực kỳ là hào hứng, cực kỳ là hứng thú khi mà mình đọc tiếp, tại vì khi mà mình không biết gì về nó thì những cái chi tiết xuất hiện nó luôn làm cho mình cảm giác rất là bất ngờ. Và cái bì sách nha, cái bì sách thì có hình một cái máy bay sọc và một cái máy móc màu vàng, nó ở phía hai bên của hàng rào giấy thiết gai. Thì đó là một đứa bé mặc pyjama sọc và một đứa bé mặc đồ bình thường, là hai đứa nhỏ này nó bị ngăn cách bởi cái hàng rào giấy thiết gai á. Thì cái hàng rào này nó không chỉ là cái hàng rào về vật lý, nó là ngăn cách hai đứa trẻ này không cho nó hai đứa trẻ chơi với nhau, mà cái hàng rào này nó còn có một ý nghĩa khác, nó là tượng trưng cho cái hàng rào ngăn cách, hàng rào của tư tưởng, hàng rào của giai cấp. Thì mình cực kỳ là thích cái tình bạn của hai đứa bé trong câu chuyện này, bởi vì cái tình bạn này nó không có bị lý tưởng hóa. Ngoài cái những cái cử chỉ hành động yêu thương, quan tâm chăm sóc lẫn nhau, thì nó vẫn còn có những cái gọi là ích kỷ riêng cho bản thân, vẫn có những cái lời nói dối. Và vì như vậy đó, nên là cái tình bạn này nó rất là chân thật, nó diễn tả đúng những cái diễn biến tâm lý mà những cái nhân vật còn trong câu chuyện trải qua. Tại vì những cái diễn biến tâm lý như vậy nên là cái đoạn cuối của cuốn sách đó nó gây cho mình đó, đúng chính xác luôn là thực sự là ám ảnh. Đến nỗi mà kiểu đặt cái cuốn sách này xuống rồi mà mình vẫn còn phải suy nghĩ về những gì đã xảy ra ở trong nó. Và về cái kết á, thì nó là một cái cú plot twist ngoạn mục luôn. Nó xảy ra ở cái phần mà mình nghĩ là không còn gì để mà tác giả viết nữa, đến lúc đó là hết rồi, thì tự nhiên cái cú plot twist này nó xuất hiện ở những trang cuối cùng của chương cuối cùng đó. Thì nó thực sự là làm cho mình rất là bất ngờ, và mình kiểu mình mạnh dạn luôn được đặt tên cho cái kết là gieo nhân nào gặt quả nấy á. Tại kiểu đọc xong thì cái cụm từ đó nó xuất hiện ngay trong đầu mình luôn á, như là có rất là nhiều sự hối tiếc muộn màng ở cuối truyện. Giống như chuyện mình gieo nhân nào thì mình sẽ gặp quả đấy, mình có nuối tiếc thì cũng không thể nào mà giải quyết được câu chuyện nữa. Cũng giống như mình á, kiểu lúc mà sau khi xem review và bị spoil, kiểu mình rất là muốn chửi bản thân mình ngu luôn. Đến bây giờ mình kể lại cho mọi người, mình vẫn còn muốn chửi bản thân mình ngu nữa. Thật sự là không thể tin được luôn á. Cái cuốn sách Chú Bé Mang Pyjama Sọc nó cũng được chuyển thể thành phim, một bộ phim cùng tên là Chú Bé Mang Pyjama Sọc luôn, sản xuất năm 2008. Mọi người có thể đọc sách hoặc xem phim trước cũng được, tại vì mình thấy đọc sách hay là xem phim trước gì đó thì nó cũng đều có mang những cái thông điệp giống nhau, những cái giá trị nguyên gốc của cuốn sách này đều được truyền tải trong bộ phim. Và nếu mà mọi người không có tìm hiểu nhiều về cái giai đoạn lịch sử này á, thì mọi người nên xem phim trước, tại vì xem phim thì nó diễn giải rõ ràng và nói chung là nó dễ tưởng tượng hơn cho mọi người á. Còn khi mà mình đọc sách á, thì nó sẽ bổ sung cho những cái điều mà mình không hiểu khi mà mình xem phim, nó làm rõ lên. Mà lần đầu tiên mà mình kiểu một câu chuyện á mà mình thấy là xem phim và sách và đọc sách á, nó bổ sung cho nhau rất là nhiều luôn. Nên là mình cực kỳ nhiệt liệt đề cử luôn là mọi người vừa xem phim và vừa đọc sách đối với cái câu chuyện Chú Bé Mang Pyjama Sọc này. Ở video này mình nghĩ là cũng khá dài rồi á. Nếu mà mọi người có xem phim và đọc sách rồi thì mọi người hãy comment những cái ý kiến của mọi người ở phía bên dưới video này để chúng mình cùng có thể thảo luận thêm về cuốn sách. Ngày hôm nay giọng mình hơi bị khàn do mình bị đau á, nên là mình cố gắng phát âm tròn chữ nhất có thể để mọi người dễ nghe luôn. Thế nên mọi người thông cảm ha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.